Chào cô. Chẳng hay cô kiếm. Ủa? Chào anh. Hình như cô em nè. Anh gọi em tới làm mà anh nhận không ra hả? Cô Yến. Xin lỗi nha, bữa nay cô ăn mặc lạ quá, tôi nhìn không ra. Dạ. Cô mới đi tiệc về hả? Dạ không, em đi làm đó. Cô đi làm? Dạ. Dạo này cô làm gì? Em làm ô sin ở nhà anh nè. Ô sin nhà tôi? Dạ. Bữa nay cô lên đồ dữ vậy, tôi nhận không ra. Dạ, hôm nay rằm mà. Hôm nay thật ra là em mới thay đổi chút xíu thôi đó. Em mà thay đổi đậm đậm là anh chết luôn á. Cô vô tính quá. Thôi, dạ. Vô. Cô ơi, ra taxi. Quên. Trời, quên khôn quá. Tôi quên chứ tôi đâu có giật đâu. Làm gì dữ vậy? Nhiêu? 37 ngàn. 37 ngàn là cái ghê. Nè. Trời, người đẹp gì xài tiền lẻ không vậy? Người đẹp không được xài tiền lẻ hả? Ê, về sửa cái máy lạnh lại đi nha. Nóng gần chết hả? Biết rồi. Taxi mất dịch. Xin lỗi cô nghe. Dạ. Nhà cửa bừa bộn quá. Vợ tôi đi chơi với mấy người bạn chưa có về, cho nên là chưa kịp dọn. Tôi thì không thích dọn dẹp nhà, cho nên là có gì cô coi chỗ nào bừa bộn gì đó, cô dọn dẹp lại giùm tôi nghe. Dạ, anh yên tâm. Cô à, cô coi có cần thay đồ để làm việc cho tiện không? Dạ không cần đâu anh. Tiện nhất là em hốt được anh đó. Cô nói cái gì? Dạ. Hốt hả? Ý cô là hốt đống rác ngoài sân đúng không? Ở ngoài đó đống rác để rồi mũi mòng tùm lum hết. Dạ. Cô dọn giùm tôi luôn nha. Dạ. Cho khoáng ha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Có đẹp hơn mình bao nhiêu đâu, mà cũng không có trẻ bằng mình nữa. Phải tranh thủ thời cơ này, hốt lão già mới mong đổi đời được. Cô ơi, cô có sao không? Cô không khỏe hả? Nếu cô thấy không khỏe trong người thì có thể hôm nay nghỉ cũng được nữa. Để hôm khác tới làm. Không, em phải làm chứ. Em chỉ có một ngày hôm nay để làm thôi à. Cô nói gì tôi không hiểu. Tại vì em thấy nhà mình bừa bộn quá. Em sợ mình không có kịp thời gian làm. Chắc em phải làm tới khuya luôn á. Không sao đâu. Cô cứ thoải mái. Có gì tôi bồi dưỡng thêm cho cô nha. Không sao hết. Sao vậy cô? Không, em xúc động, cảm ơn anh. Thôi được rồi, tôi lên phòng đọc sách nha. Tôi giao hết nhà này cô. Có gì cô cứ việc thoải mái dọn dẹp nha. Dạ. Tôi đi ạ. Dạ. Mở treo miệng mèo mà còn bày đặt chê nữa. Đúng là ông già cổ lỗ sĩ. Trời ơi. Dạ. Ủa, cô Yến hả? Dạ em nè. Anh nhìn em không rõ hả? Trời, cô xịt cái gì vậy? Dạ, có cái kiến phải không? Đâu có kiến nào đâu. Ủa, không có kiến nào. Cho em vô nha. Mà cô biến quá khôn lượng quá vậy.
Hồi sáng cô mặc đồ dạ hội, bây giờ thì... Dạ, tại vì anh nói là thay đồ ra làm cho nó tiện á, nên là em thay đổi trang phục xíu. Ờ, à, phải đó. Làm việc tận tâm vậy tôi thích á. Dạ. Dạ, anh ơi. Hả? Nhà của anh là em dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, chỉ có cái phòng này là em chưa dọn thôi. Ủa vậy hả? Dạ. Ừ. À, cô ơi. Dạ. Bây giờ cũng khuya rồi. Dạ. Không mấy cô về nhà nghỉ đi. Dạ. Mai cô trở lại làm cũng được mà. Dạ thôi, lỡ rồi cho em làm cho nó trót đi anh. Còn cái phòng này thôi à, lẹ mà. À vậy dạ. Hả? À, vậy tôi lên phòng tôi nghỉ ha. Tôi dạ. Giao phòng này lại cho cô dọn dẹp. À. Không mấy tối nay cô ngủ lại đây nha.